Đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay là ngày thứ hai đầu của cái năm mới 2021. Kính chúc quý vị một cái buổi sáng thật là vui vẻ và thật là nhiều năng lượng nhé. Hôm nay là mình mở đến cho quý vị những cái lời tâm sự và khoe với quý vị một cái viên đá hình logo của đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân. Đây là một viên thạch anh màu vàng chanh và được đội ngũ đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân cắt cái kiểu của cái hoa logo của đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân. Chúng ta cùng ngắm nhìn nhé. Trong thời gian chúng ta ngắm nhìn thì Quân cũng muốn truyền tải đến chúng ta những cái thông điệp và những cái điều mới mẻ bên trong đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân. Một viên đá quá đẹp phải không ạ? Đây là một cái khối tinh thể thạch anh mà Quân tách ra thì nó cũng tương đối là trong, chứ cũng không có trong lắm đâu đó các bạn. Thì cố gắng mà cắt thì cũng tương đối là đẹp thôi, không có xuất sắc do cái chất tự nhiên của nó. Nó có nhiều cái mây làm cho cái đường của viên đá nó không có lên nổi. Nè, các bạn nhìn nè, các bạn thấy sọc không? Đó, nó có cái lớp nằm ở bên trong đó. Đó là một cái. Thứ hai nữa, chúng ta nhìn chúng ta thấy những cái bận mây trong đó, nó có những bận mây. Thì đối với đá thiên nhiên á, làm cái này rất cực nha các bạn. Ví dụ như những viên đá nhỏ thì chúng ta lách để chúng ta mài, hoặc là chúng ta cũng để nguyên vậy chúng ta mài, nhưng hiệu ứng của nó có thể đạt được cao hơn về độ trong suốt. Nhưng mà khi nó ở một cái khối đá lớn thì rất là khó để mà đạt được điều này. Đó rồi, đó là những cái điều mà mình khoe đá thôi. Còn về cái điều mà mình khoe với đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân đó, thì đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân đã quyết định thành lập, đã có những cái quyết định về thành lập ha. Thì để mà cho phù hợp với kinh doanh thì trước nhất là QNC sẽ ra trước. Thì QNC là Quân Nguyễn Jewelry sẽ ra trước trong năm nay. Rồi còn phần về khai thác và kinh doanh đá thì có thể là định hướng là năm sau nữa. Đó, trước mắt thì trong năm nay sẽ ra phần trang sức trước. Tất cả các đơn vị liên kết của Quân đều mong mỏi và trông chờ làm điều đó trước ha. Rất là cảm ơn tất cả các sự ủng hộ và quan tâm nhiệt tình của quý vị khách hàng VIP cũng như là khách hàng thân thiết, và những người khách hàng mới, những người bạn mới, và các anh em trong ngành, cũng như là các anh em thợ mài, các anh em thợ trang sức, đều có chung một cái đường đi và cái tư tưởng để mà giúp cho đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân hình thành được cái giai đoạn đầu tiên hết, là phát triển ý tưởng từ đá thiên nhiên lên trang sức, thả hồn của người Việt vào trong trang sức, vào trong đá quý thiên nhiên của nước Việt Nam. Kính chúc cho tất cả chúng ta, quý vị quan khách cũng như là đội ngũ team QNC Silver một năm mới thịnh vượng và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở YouTube của đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân.